Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Đoàn đã nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, quản lý bảo quản vũ khí trang bị đạn dược, hệ thống kho tàng, sổ sách quản lý. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, kiện toàn và luyện tập thành thục các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật, thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phát động các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các ngành trong khối tuyên truyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, tuyên truyền phổ biến rộng rãi, tham gia cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu biên cương tổ quốc tôi. Cuộc thi biên cương tổ quốc tôi do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của địa phương trong việc triển khai chiến lược biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cuộc thi góp phần khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là với thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để tham gia cuộc thi, thí sinh truy cập vào website biên cương tổ quốc.vn để đăng ký, đăng nhập thông tin. Ngoài ra có thể vào các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên các trang báo điện tử Đảng Cộng sản.vn, QDND.vn, Tuyên giáo.vn. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Giai đoạn vừa qua, tỉnh Lào Cai luôn coi trọng công tác cán bộ là lĩnh vực quan tâm hàng đầu, đặc biệt là việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã, phường, thị trấn. Xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, hiện đang có 20 cán bộ công chức, trong đó cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo đúng quy định. 4 cán bộ công chức là trưởng các đoàn thể, đang học các lớp đại học tại Lào Cai theo hình thức vừa học vừa làm. Để đảm bảo công việc chuyên môn và chương trình học tập, những cán bộ này đã được xã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Hiện nay thì bản thân mình cũng được tạo điều kiện của cơ quan là về thứ nhất là thời gian tham gia học tập, thứ hai là về cái sắp xếp công việc, để bố trí công việc, thực hiện một số nhiệm vụ tại cơ quan thì cũng đã được các đồng chí lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện rất là nhiều để tôi có đủ điều kiện để tham gia theo lớp học. Theo tổng hợp của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn, đến thời điểm hiện nay, tổng số biên chế cấp xã được giao của huyện là 465. Trong đó, số cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ là 415 người, chiếm 94,7%. Trên đánh giá thực tế, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này phù hợp. Chủ động trong việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng để làm sao mà nâng chuẩn rồi đạt chuẩn đối với cán bộ, công chức. Huyện thì cũng đã chủ động xây dựng các cái lớp đào tạo cả về chuyên môn lẫn chính trị để đảm bảo làm sao mà chủ động nguồn cán bộ cho các kỳ đại hội cũng như là kỳ bầu cử theo nhiệm kỳ. Xác định công tác cán bộ là gốc của mọi công việc, giai đoạn qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo nguồn cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cả về văn hóa, chuyên môn và chính trị, gắn với công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ. Nhờ đó mà chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, đã được nâng lên rõ rệt. Cùng với cái việc là chúng ta nâng cao cái tiêu chuẩn, cái điều kiện khi mà tuyển dụng đầu vào, kết hợp với cái việc mà chúng ta tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao cái chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức hiện có thì đến thời điểm này ấy, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã được nâng lên tương đối là đồng đều. Công chức cấp xã là đến giờ chúng ta đã gần như 100% là đạt chuẩn theo cái yêu cầu. Thế còn cán bộ thì cũng đã đạt trên 90%. Với rất nhiều giải pháp tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung
và cán bộ cấp xã nói riêng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, gần 7.000 tỷ đồng từ quỹ vaccine được chi để mua vaccine phòng COVID-19. Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, thì tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tổng số tiền huy động và quỹ là trên 8.779 tỷ đồng, đã bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng. Đến nay đã thực hiện chi từ quỹ là trên 6.900 tỷ đồng, phục vụ chi cho việc mua vaccine là 6.929 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng. Số dư quỹ hiện tại là trên 1.841 tỷ đồng. Tính đến nay đã có 553.000 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ. Hiện vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa chuyển tiền hoặc chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo như cam kết. Huyện Văn Bàn vừa tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng là người lao động tự do, hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Cụ thể, đợt này, huyện Văn Bàn đã tiến hành chi trả cho 11 đối tượng ở thị trấn Khánh Yên là người lao động tự do không có công việc làm ổn định. Mỗi người được nhận 1,5 triệu đồng. 6 hộ kinh doanh với ngành nghề chủ yếu là cắt tóc, gội đầu, spa được hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ. Như vậy, qua 3 đợt đề nghị, huyện Văn Bàn có tổng số 52 người thuộc diện F0, F1 phải điều trị cách ly y tế. 23 lao động tự do, 7 hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 với tổng kinh phí gần 119 triệu đồng. Tính đến ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt cho 2.586 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 6.530 hectare diện tích chè tập trung. Để bà con nông dân có thu nhập khá từ cây chè, thời gian tới tỉnh chỉ đạo tập trung cải tạo giống, phấn đấu diện tích chè kinh doanh ổn định khoảng 7.500 hectare vào năm 2025. Tỉnh đang ưu tiên nguồn lực để cải tạo, trồng mới, nâng cao chất lượng cây chè hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp tăng thu nhập cho người dân. Diện tích chè tập trung tại các huyện Mường Khương, Bát Sát, Bảo Yên, Bắc Hà, Bảo Thắng, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Trong đó, huyện Mường Khương chiếm trên 50% diện tích. Thực tế, chất lượng vùng chè, năng suất và sản lượng giữa các vùng chè không đồng đều. Bà con nhân dân thu hái chưa đúng kỹ thuật. Do vậy, việc cải tạo sẽ tập trung vào sử dụng giống chè san chọn lọc, cải tạo vùng chè mất khoảng, giống cũ, năng suất thấp, nâng cao kỹ thuật thu hái. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Hà đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức hội. Trong đó, mô hình đường hoa phụ nữ sắc mới thôn quê đã tạo nên những khởi sắc mới trên khắp các bản làng vùng cao, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Đều đặn hàng tuần, chị Lùng Thị Hà cùng chị em hội viên phụ nữ thôn Làng Tràng, xã Cốc Lầu lại tổ chức các hoạt động chăm sóc, cải tạo tuyến đường hoa nội thôn. Với chiều dài gần 1.000 mét, chạy dọc hai bên đường, những loài hoa lung linh khoe sắc cùng những ngôi nhà khang trang sạch đẹp là kết quả của hành trình hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các chị em ở trong thôn ấy thì ai cũng hưởng ứng cái phong trào này. Nói chung là ai cũng nhiệt tình phân công cắt công nhau để làm cái dòng cái hoa này và tưới tắm, gọi là rất là nhiệt tình. Và cái công trình là nông thôn mới này với nhân dân chúng tôi ấy thì là rất là tuyệt vời, rất là hăng say, gọi là các nhà dân ấy là các tuyến đường ai cũng hăng say đi lấy hoa về rồng để cho cái tuyến đường sẽ đẹp ngày càng đẹp hơn đấy. Để góp phần xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng đã triển khai tới toàn thể hội viên, đó là xây dựng các tuyến đường hoa như đường hoa phụ nữ sắc mới thôn quê và tuyến đường hoa nông thôn mới, cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em hội viên. Qua một thời gian xây dựng thì chúng tôi phát động từ cuối năm 2019 thì giờ chúng tôi đã xây dựng được hai tuyến đường với chiều dài 600 mét. Bây giờ thì cũng đã có hoa và góp phần nâng cái diện mạo cũng như là cảnh quan xây dựng nông thôn mới, và tiến tới chúng tôi cũng góp phần vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, sẽ triển khai rộng hơn cái mô hình tuyến đường hoa. Hiện ở Bắc Hà, 100% tuyến đường trung tâm các thôn bản đều đã được bê tông hóa từ chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với đó là việc hoàn thành hàng trăm tuyến đường hoa của hội viên phụ nữ tại nhiều thôn bản, đã tạo nên một bức tranh sinh động,
trong việc xây dựng nông thôn mới tại khắp các bản làng vùng cao. Cơ bản là 19 xã cũng đã triển khai thực hiện về cái tuyến đường hoa nông thôn mới, và rút kinh nghiệm của những năm trước thì đối với năm 2021, Hội Phụ Nữ huyện cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội là lựa chọn những cái loại hoa bền vững, đem lại được cái màu sắc tươi mới cho vùng quê, nông thôn, vùng cao. Với những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé của chị em hội viên phụ nữ ở huyện vùng cao Bắc Hà, nhưng đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa lớn, trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo ở mỗi bản làng. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.